đó là Du Linh. Tuấn Vĩ ạ. Long Thổ dẫn càng không vào. Và sút bóng tuyệt vời của Long Thổ. Quang Thế Tài rồi bắt cực tốt. Thành Bình dứt điểm luôn. 1-0, 1-0 cho hiệp 2. Một pha bóng dứt điểm rất nhanh của Thanh Bình. Chắc đây là mẫu tiền đạo mà cô Bắc cần rồi. Vâng, chúng ta tạm tính trận đấu của Phủi thôi nhá. Đây là 1-0. Tú Ngựa trên sân thì có những bộ đồ rất quen nhau. Như Tú Ngựa. Cột 2. Một đều. Và chuyền bóng tuyệt vời của Long Thổ. Cán Crít đã đứng ngay sẵn tại cột 2. Long Thổ đã quyết định đưa ra một cú căng ngang về phía cột 2. Long Thổ bây giờ không sút được bố bổ nữa rồi. Long Thổ giờ thì chuyền thôi. Trong 4 trận vừa qua thì rõ ràng là phòng ngự của Eco Park chưa được hoàn hảo. Diệp Châu. Linh Bách. Linh Bách. Bóng mà không được. Nhưng lực sút của Long Thổ bây giờ đã giảm đi so với trước rất nhiều. Bây giờ thì cầu thủ Eco Park không chơi với chiến thuật phòng ngự nửa sân nữa rồi. Mọi quyết định chơi pressing toàn sân. Bảo Quân rất khéo. Mà Hồng Quân rất khỏe và Tú Ngựa thì rất nhanh. Rất nhanh của Bảo Quân. Minh Nôm, tốc độ của Minh Nôm. Vẫn là những pha dốc cánh quen thuộc của Minh Nôm. Thanh Bình. Rất quyết liệt. Can thiệp rất kịp thời. Và sức dướn của Hồng Quân vẫn còn có thể nói là tuyệt vời. Minh Bách. Pha đi bóng sở trường của Tuấn Vĩ. 2-1. Pha đi bóng sở trường của Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ đã từng chuyền 1.000 lần pha bóng này rồi. Nhưng rất khó có thể bắt bài được Tuấn Vĩ trong tình huống như vừa rồi. Theo tôi thì hiện nay hai tiền vệ của Eagles Park đều là những tiền vệ công, không phải là những tiền vệ thủ. Hai đều. Pha xoay người rất nhanh của Minh Nôm. Đá với nhau lần đầu tiên mà đá phối hợp như vừa rồi cũng là rất hiếm. Một pha bóng xử lý rất nhanh của Minh Nôm. Đá hụt thì xoay người lại đá tiếp. Đây thực sự là một hiệp đấu rất hấp dẫn. Dũng Nem. Hiệp Châu. Quá cẩn thận. Hiệp Châu. Không vào. Tốt của Hiệp Châu. Xử lý tốt nhưng hơi dườm ra. Tình huống rồi hoàn toàn có thể dứt điểm luôn. Với một chân sút thượng thặng như Hiệp Châu. Mizuno đúng là rất khéo chọn người. Chọn được những gương mặt có thể nói là rất sáng láng. Linh Bách. Linh Bách. Khả năng chuyền bóng không kém gì so với Tuấn Vĩ. Lắt léo kỹ thuật và chuyền bóng. Long Thổ cũng là một cầu thủ chơi bóng rất tốt trong ngày hôm nay. Tuấn Vĩ xoay lên rất nhanh và chuyền bóng tuyệt vời cho Tú Ngựa. Cột 2 là Linh Bách. Phạt bóng bằng nghiệp dư không hỏng được. Tuấn Vĩ rất hay, suýt vào. Mạc Hồng Quân. Mizuno không có được một tiền vệ trụ đúng nghĩa. Tiền vệ trụ của đại cán thì thường xuyên có rất nhiều skin. Lâu lắm không bình luận trận đấu nào anh thi đấu. Dũng Nem. Quốc Hưng. Cột 2. Và cột 2 hơi bổng của Hưng Hệ. Họ thì đã xuống sức trong hiệp đấu gồm có 45 phút. Như vậy cũng không phải rất dễ dàng khi mà muốn đi bóng giữa rất đông các cầu thủ Mizuno.
buộc phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Mạnh Ferrari. Không qua được Cường Thô. Cường Thô sinh năm 83. Pha dứt điểm rất nhanh của Hiệp Châu. Một pha dứt điểm mà Nam Búc đã bị giật mình. Mizuno đã gặp bất ngờ. Tỷ số giờ chắc là tôi phải nhờ trợ lý giúp thôi. Tú Gượng. Cường Thô. Gần đây thì khả năng phòng ngự của Tuấn Việt là rất tốt. Tuấn Việt cột 2. Tú Gựa dứt điểm. Một pha bóng tuyệt vời của cầu thủ FC Mizuno. Đầu tiên đó là pha đi bóng qua người cực kỳ khó chịu của Tuấn Việt. Sau đó lại chuyền cho cột 2. Và từ cột 2 thì Linh Bích và Tú Gựa đã phối với nhau rất tốt. Liên tục đổi hướng khiến cho thủ môn của FC Eco Park bị mất phương hướng. Một bàn thắng rất đẹp. Sau hồi trước khi bị chấn thương rồi. Điểm lợi hại hơn của anh trận đấu này là anh phòng ngự khá tốt. Tú Ngựa. Tú Ngựa phối rất tốt với Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân. Phản công. Sinh Dù 3-2. Không vào. Có trợ lý đưa nước cái này thì làm gì mà bình luận chả hay. Phản công. Tốc độ của Tú Ngựa. Tú Ngựa lắc giữa. Vẫn là Tú Ngựa. Có lỗi. Có lỗi của Đức Ba Tinh Khôi. Tuấn Việt. Chuyền bóng chính xác cho Tú Ngựa. Tú Ngựa dứt điểm. Đó không phải là pha trả chéo ngược lại. Tuấn Việt. Cột 2 rất dễ dàng cho Tú Ngựa. Lúc trước thì Tuấn Việt đã chuyển cho Tú Ngựa. Bây giờ lại lặp lại điều đó. Nhưng ở hai cánh khác nhau. Pha chuyền bóng ở nhịp 2 của Tuấn Việt là rất đáng kể. Anh dẫm chân làm các hậu vệ phải chôn trụ. Và sau đó thì chuyền bóng không có thể dễ dàng hơn cho Tú Ngựa. Sợ nhất anh không máu à. Hoàng Khơi. Đâm vào lô. Không vào. Vẫn là Tuấn Việt. Hoàng Khơi. Đối mắt. Rất lằng nhằng. Hoàng Khơi. Tục Lâm. Vẫn là Lâm vào lô. Không thắng được thủ môn Nam Búp. Bắt bài. Tú Ngựa. Tốc độ của Tú Ngựa rất khỏe. Khỏe hơn cả Nam Điện. Dứt điểm. Không vào. Pha đẩy bóng tuyệt vời của Tú Ngựa. Đức Ba Tinh Gôn. Gôn không, không vào thì thôi. Và dứt điểm bằng chân không thuận của Sinh Du. Mạc Hồng Quân. Hết giờ. Vâng, trận đấu kéo dài kỷ lục, trận đấu đỉnh cao đã kết thúc với một tỷ số rất đẹp. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.